Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa một cái bức ảnh cưới đơn giản. Thì đã bắt đầu mình có cái stock này của một anh gửi cho mình, anh nhờ là coi thử đây, nếu như một cái bức hình chụp ảnh cưới mà như thế này thì mình sẽ phải chỉnh cái gì? Tại vì nhiều nhiều lúc chúng ta gặp những cô dâu chú rể, chúng ta không để ý lắm cái vấn không đề cao cái quan trọng cái việc là hình cưới, cho nên là chụp tương đối tạm gọi là ok thôi, được mắt thôi và mang tính kỷ niệm là nhiều, cho nên là không đề cao yếu tố nghệ thuật hay gì cả. Thì ở đây cho nên là chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó là chỉnh sửa sạch khử sạch rác này, rồi chỉnh sửa da này và coi có bố cục nó có vấn đề gì bất ổn thì chúng ta xử. cho nên là đây mình chỉ ra một số cái ví dụ như ở trong bức hình này chúng ta soi thử, ví dụ như là đây, cái này là quá rõ này, hình cưới mà có cái khỉ này lên thì hơi bị kỳ, nguyên đống rác. Để coi với ấy áo của dâu chú rể này có cái nơ này, nơ hơi kỳ, như cái nền như mình thấy cũng không có được mắt lắm, nhìn nó hơi dơ dơ thế nào cả cái đám này nữa. Một số thứ nữa, ví dụ như là có cái cục màu trắng ngay trên đầu chú rể này, nhìn nó hơi kỳ nè, cứ nào nhìn kỳ chúng ta bỏ thôi, đừng có. Đúng là cái áo này mình cũng muốn xử lý một chút xíu này, nhưng mà cái này mà xử lý nó hơi phức tạp nên tạm thời mình không nói tới. Thì đây nữa, ví dụ như là có một số người ta sẽ không thích cái kiểu mà nhìn nó nhìn nó có bàn tay tác động của con người và hình nền nên nhìn nó không có tự nhiên lắm, cho nên là nếu chúng ta để chỉnh sửa thêm. Rồi ok, thì bắt đầu với những một số cái điểm như vậy ha. Đầu tiên là da, da thì để cho nhanh. À quên, từ 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 từ. Ở đây các bạn có thể thấy là nó đang hơi bị một chút nó hơi rung rung tay. Thì mình sẽ khử rung tay bằng cách vào Sharpen, vào Shake Reduction. Chức năng này có từ CSCC 2014 trở lên. Và cái Shake Reduction này mình cũng có giới thiệu rồi, các bạn có thể coi lại những tút cũ để mà biết cái cách làm. Thì đây có thể thấy là chúng ta bất kỳ chụp với một cái tốc độ hay là cái ánh sáng không chụp chế độ máy á, chúng ta để tốc độ bao nhiêu thì hầu như lúc nào cũng sẽ có cái vấn đề là rung nếu chúng ta không đặt flash. Cho nên là cái bước này là cái bước khá là quan trọng và hầu như cái bức hình nào mà mình xử lý á, từ khi sử dụng bản CC thì luôn luôn là mình chạy cái Shake Reduction này trước cho nó đảm bảo nó nét căng hết. Cứu được gì thì cứu thôi. Đó là mình nói tới cái việc là rung tay nha, còn cái vấn đề mà bị ao nét á, tức là chúng ta lấy sai vùng nét á, thì cái này là vấn đề khác hả? Cái đấy thì không chữa được á. Cái đây là chỉ có xóa đi chụp lại thôi. Ao nét nó ví dụ như là các bạn có thể thấy là những cái vùng blur này của cái đánh cây phía sau này, cái vùng nét của chúng ta là cái range ngay phía chú rể và cô dâu, mà phía ở phía sau cô dâu chú rể thì không có nét, không có vòng nét, cho nên là chúng ta bị blur, cái đó là khác ha. Này hai cái quỹ này mình bỏ đi, bỏ ở đây mình sẽ chụp một phát capture để chúng ta so sánh trước và sau ha, để thấy nhất là cái vùng mắt của cô dâu này, đó là sau này, đây là trước này, đây là sau này, mắt chú rể nữa. Thì cứu được cái nào thì cứu. Thì đây là sau khi mình đã khử cái rung tay rồi, giờ tiếp tục là tới vấn đề da. Da khi mà chúng ta chụp ở ngoài nó không giống như là chụp trong studio, cho nên là để cho nó nhanh thì mình sẽ sử dụng cái Portraiter. Không cần chỉnh sửa gì nhiều đâu, cứ để mặc định thôi là cũng ổn rồi. Fine.
Vừa thôi. Ok, phải được rồi. À, chờ chút xíu cho Portrait nó chạy. Và công việc chúng ta xử lý da thì rất là dễ, đó là xóa đi những cái mụn thôi. Sử dụng bằng Clone Stem hoặc là Spot Healing Brush. Nhưng mà nhớ là lưu ý những cái đặc điểm chi tiết nhận dạng nhân thân ấy, thì đừng có xóa đi, ví dụ như là mụn ruồi á, đừng có xóa nha. Xóa xong cái cô dâu quay qua hỏi ủa em chụp với thằng nào đây, là đấy là không ổn đâu. Thì đây là trước và sau khi mình chạy Portrait khá là ổn ha. Bạn nào chưa có Portrait các bạn có thể tìm trên Google ra nhiều lắm, không thiếu đâu, tại vì cái Immatic Portrait này người ta sử dụng rất là nhiều và cũng dễ sử dụng đấy. Nhưng mà như các bạn thấy là mình có click phát là xong rồi, để mặc định thôi là được ổn rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ gộp gộp chung hết lại những cái layer này bằng Ctrl Shift E rồi, và mình sẽ sử dụng là Spot Healing Brush Tool. Chỉ cần kéo thôi. Những cái da nào không được ổn thì mình cứ kéo đi. Này cũng đừng sợ là bị nó bệt bệt màu ha, không có vấn đề gì đâu, tại vì hình này in ra với chụp lớn và đa phần thì người ta sẽ in cái hình lớn trên gỗ luminate, và trong cái gỗ luminate này thì thường nó có những cái vân vân sần sùi, thì khi mà người xem người ta nhìn vô á, thì người ta sẽ cảm thấy là nó giống như là kiểu có vân da rồi á, nó dạng như là một kiểu vân da ảo, giống như chúng ta in ảnh trên giấy canvas thì nó cũng như vậy. Giấy canvas á, thì nó cũng có những cái lỗ những cái chi tiết của cái vải canvas, và nó nhìn nó giống như là đôi lúc mà mình nhìn nó giống như là kiểu mình tăng nét lên luôn á, in ra mà giống như kiểu nó tăng nét thêm á. Ok, mắt của dao. À, nhẹ nhàng vậy thôi, vừa phải thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Hình cưới mà chúng ta cứ làm nhẹ nhàng thôi. Và có một số bạn như là muốn đây phát hiện đây này, cái vệt này bạn thấy không, ngay phía dưới cổ này, cái vệt màu xanh này mình nhìn nó giống như kiểu là cái bóng của cái áo vest này nó hắt lên. Thì đa phần nếu chúng ta nhìn bình thường chúng ta biết là nó hắt lên á, thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà vấn đề là nhiều khi chú rể và cô dâu nhìn nó lại không thích, nên là chúng ta sẽ phải xử nó đi bằng cách là tạo một layer mới hay Ctrl Shift N. Mình làm nhanh bằng cách sử dụng brush giảm opacity và flow xuống khoảng cỡ 50% hoặc 60%, để color blending mode là color, để blending mode là color ha, của cái layer mà mình mới tạo á. Và bây giờ mình sẽ đè phím Alt+S và chọn vùng lấy mẫu màu ở đâu bạn thấy nó phù hợp, ví dụ như mình lấy đây đi, và bôi nhẹ lên cái phần màu xanh đấy, thì giảm brush rồi tăng brush nên sao cho nó phù hợp ý bạn ha. Rồi ok, giờ chúng ta tắt mở, tắt mở, tắt mở. Anh có thể thấy là một bước rất là đơn giản, ta không cần phải chọn vùng hay là gì cả, chỉ sử dụng brush blending mode color thế thôi. Đó là khử xong cái vùng bị ám màu rồi. Nhẹ nhàng tình cảm. Hình cưới mà. Thì ok, thế là xong về cái này. Giờ xử những cái rác vớ vẩn đi. Mình sẽ sử dụng Clone Stamp, một công cụ rất là thần thánh. Lẽ là mình sẽ tạo cái vùng tròn nhẹ nhẹ trên này để mà ít nhất là không dính vào chú rể. Mình vừa tạo vùng này ha, và bấm Ctrl Shift Y đây đây này các bạn. Mình tức là mình đảo lại invert này. Tức là lúc đầu này lấy này ha, mình khoanh tròn cái vùng này. Ý là khi mà mình tác động vào vùng này nó không bị liên can vào vùng này. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta khoanh tròn như vậy á thì nó lại chỉ cho chúng ta tác động vào phía trong mà thôi, cho nên là mình sẽ đảo ngược nó lại bằng cách là select inverse. Inverse xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ clone. Và nó sẽ không có bị ảnh hưởng vào phía trong nữa. Rồi ok, phía trên đầu chú rể giờ là gọn gàng rồi đó.
có thể là clone thêm chút xíu nhẹ nhẹ ngoài này cho nó cái vùng biên này nó đẹp hơn. Mất cái biên đi là được rồi. Ok. Đó. Xong. Tiếp tục cái mớ này. Mớ này các bạn chọn cái gì cũng được. Hay là mình sử dụng Tattoo đi. Tại vì mình để ý là mình có thể kéo vậy cũng được. Đơn giản. Hoặc anh chọn vùng mà kéo. Ê, cái này như là hoa. Mà thôi kệ, nhìn không hiểu là xóa. Đấy, cứ cái gì không hiểu là xóa. Đấy, thà giết nhau còn hơn bỏ sót mà. Mình sẽ kéo, chọn vòng và kéo. Ok, Photoshop sẽ xử lý phần việc còn lại của mình là blend lại hai cái màu cho nó phù hợp với nhau. Thì đó là xong cái vùng bên này. Tiếp theo là cái vùng mà phía dưới được cầm kéo thôi. À, cái này cũng để sử dụng Healing Pro. Auto. Cho nó nhanh. À không, cái này. Ở lúc mà những cái bước này là những cái bước mà mình cảm thấy là mình phải chi ly nhất luôn. Phải nhớ, các bạn phải nhớ là mình sẽ phải xóa rác đi ha, tại vì nhiều khi chúng ta không kiểm soát được cái phông nền chúng ta là cái gì, nhất là khi chúng ta chụp ảnh ở ngoài outdoor á, ngoài dịch cái tiếng Anh người ta gọi là chụp ngoài cửa sổ chụp ngoài cửa, ý là chụp ngoài trời á, thì ta không kiểm soát được cái nền người ta có cái gì. Cho nên là nếu chúng ta không để ý, chúng ta xóa đi những cái chi tiết vụn vặt như vậy á, thì đôi lúc nó lại làm giảm giá trị của bức hình chúng ta đi, thì nó cũng không ổn lắm. Bởi vì đằng nào mình cũng lấy tiền của người ta mà, rồi mình làm cho nó đàng hoàng tí. Ít nhiều gì đây cũng là cái hình cưới người ta. Mình làm cho người ta kỹ, sau này người ta mình thuê ai đấy thì người ta làm kỹ cho mình. Hoặc là làm kỹ cho con mình kiểu nhân quả thì ở đây mình sẽ sáng thì thấy lâu lâu có những cái cọng này rơi ở ngoài đâu biết được đâu. Nhất là khi chúng ta để ý, khi chúng ta chụp á, chúng ta xử lý ngay luôn thì nó nhanh hơn. Bây giờ đơn giản là cúi xuống nhặt miếng rác là xong rồi, mà đa phần chúng ta không để ý. Mình cái đấy là vô tình làm giảm giá trị, mình cũng nói rồi. Ok, gọi là trắng răng. Trắng răng các bạn có thể coi cái tút 1 phút 30 giây gì đấy của chị Uyên ha. Qua anh chị Uyên có thể vô đại cái chỉnh như này mình liền đó. Liên kết đấy đó. Hoặc là đây mình sẽ làm đơn giản bằng cách là vào đâu rồi, vào Yellow. Chuyển qua tí cho dễ nhìn. Rồi giảm màu xuống một chút. Tăng trắng lên chút. Và ok vậy được rồi. Và Ctrl Y vào trong cái layer mask ha. Và dùng brush màu trắng để thêm cái lớp ở lại chỗ opacity lên, flow lên. Hồi nãy mình chỉnh nó giảm xuống á, ra là anh có thể thấy là nó tương đối trắng hơn rồi đó. Chú rể cũng tương tự. Có thể xử lý lại cái răng của chú rể chút xíu. Mình sẽ lấy mẫu là không chà, không ổn lắm. Ok, vậy được rồi. Tạm ổn. Mình sẽ tag tool. Tool. Đọc tiếng Anh nhiều lúc nó cũng linh tinh. Ok, xong. Tiếp theo chúng ta sẽ em có thử còn cái gì không ta? Đây cái nờ. Cái quỷ này là cái khó nhất và sẽ tốn thời gian nhất đây. Tức là mình sẽ chọn cái nơ bằng cách đơn giản là sử dụng đâu rồi. Đây chưa. Polylangol laser. Để làm đơn giản thì miễn sao chúng ta tách được cái nơ cũ ra thôi. Để, nếu mà chúng ta chi ly hơn thì dùng
pen hoặc là dùng bất kỳ cái gì mà các bạn cảm thấy là ổn. Quay trở lại, ví dụ mình muốn làm như cái vùng này là cái vùng nơ luôn đi, để tí nữa mình clone cho nó dễ, linh hoạt một chút xíu thì nó công việc nó cũng đơn giản hơn. Tại vì đằng nào cái vùng đấy nó cũng bị khuất đi, thì bây giờ mình sẽ lấy ra đây. Rồi ok, thì mình đã lấy xong. Mình sẽ Ctrl J, chữ G, ngay bên cạnh phím K và H, nó ở giữa phím K và phím H đó nha. J lên. Và mình sẽ Ctrl T. Căn chỉnh nó lại cho nó phù hợp với cái N tí. Ok chưa? Tạm thời tắt cái nơ mà đã chuẩn đi rồi ha, có thể xử lý hơn dùng một clone này và bôi cho nó nhìn đây cho nó giống giống nhau chút. Đó, ví dụ vậy. Ơi gì vậy? Tạm thời có cái nơ. Bây giờ chúng ta tắt cái nơ này đi ha. Và nhiệm vụ bây giờ chúng ta xóa cái nơ cũ đi. Cái này là hơi bị phê. Cho nên là mình sẽ sử dụng clone. Quên, tạo cái vùng chọn đây đi. Các có thể xóa bằng cách bất kỳ một cái kỹ năng nào các bạn có. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là chúng ta xóa nhiều và chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần cái gì. Thế là cái này nó là dạng là nghề mà. Nghề thì cứ làm nhiều rồi cũng biết nghề thôi, không có gì gọi là quá giấu giếm hay là phức tạp gì mà phải giấu nghề cả. Đây là cạnh tranh công bằng. Đây cứ làm tạm thời thôi nha, bởi vì lát nữa chúng ta bật cái này lên, thì đấy bật lên này thì nó sẽ che bớt những cái vùng bị thừa đi thì nó cũng không đến nỗi nào. Đây là thôi có được, ok che đó, tạm thời như vậy. Có thể thấy là đây nó hơi kỳ lạ nhưng mà vấn đề là khi chúng ta bật lên á, thì nó sẽ che bớt cũng không sao. Mình sẽ lại đạo bồi lên cho nó lên đây, nó bật lên nó che lại nè á, thế thôi. Photoshop không khó. Thử bật lên coi nó che chưa. Chưa. Ok. Thì đấy là xong cái phần dưới này ha. Đấy, để che lại đi. Rồi, tới cái phần dính vào cổ chú rể này mới khoai nè. Mình sẽ cầm kéo đại một vùng và sử dụng Pack Tool ha. Cầm kéo lên cái vùng da nào đấy. Thử coi. Rồi, thử bật lên coi. Cũng tạm ổn. Ok, quay trở lại, mình sẽ tạo cái Ctrl Shift New để tạo một cái layer mới. Và đây mình sẽ dùng clone stamp và còn lại cái cổ áo chủ đề. Cái layer mới mình đang để phía dưới cái layer cái nơ ha, cái này cái nơ này. Cái nơ. Ok. Phải ổn chưa? Tạm tạm rồi. Mà cái cổ này mình cảm thấy nó chưa có thật sự là ổn lắm, mình sẽ giảm bớt này đi chút xíu. Quay trở lại layer này, nhớ là giảm bớt cái mình đang sử dụng clone stamp ha, giảm bớt opacity và flow đi để giảm hơn nó cũng được nữa, bởi vì mình sẽ sử dụng lại cái màu phía trong này và mình bôi bớt để cho cái vùng này nó mềm mịn hơi giống giống như là cái da thật hơn. Rồi ok. Tốt hơn rồi đấy. Ở phía dưới cái nơ mình sẽ tạo thêm một layer mới nữa, Ctrl Shift N. Và sử dụng brush màu đen.
D một phát. À, hồi nãy là đang là khác cái default, ví dụ như là cái phím tắt để chúng ta trở về cái default, một là khi một là chúng ta click vào icon này, hai là chúng ta nhẹ nhàng bấm phím D xong là về. Thì đây mình sẽ tạo một cái giống như kiểu là cái bóng và mình sẽ giảm opacity đi chút xíu, nhẹ thôi, chẳng hạn vậy, đơn giản vậy thôi. Ok, ai ý lên chả ai biết đâu. Và đó là xong. Ví dụ như là chúng ta chỉnh lại một chút xíu về da của cô dâu, mình cảm thấy nó đang hơi bị ám xanh của cái này, và mình sẽ hue saturation yellow hoặc là red tùy. Mình chọn vùng giảm hue đi một chút xíu để nó chuyển sang cái tông màu đỏ, giảm mạnh như vậy thấy này. Thật như là mà chúng ta chỉ giảm khoảng cỡ mười mấy thôi, 10 thôi là được rồi. Saturation để vậy cũng được, cho nó trắng lên một chút xíu bằng cái tăng lightness lên. Và xong mình sẽ Ctrl Y để đảo màu cái vùng màu trắng này lại để nó ra màu đen, tức là nó không có bị ám ở đâu hết. Và chúng ta sử dụng brush màu trắng và bôi lên phần da của cô dâu. Bạn có thể thấy là nó có tông màu, lúc đầu tông màu vàng này các bạn, mình sẽ zoom vào cho các bạn dễ thấy. Lúc đầu tông màu vàng này, à, vàng này, bây giờ nó đỏ này, vàng, hồng, vàng, hồng. À. Cái sẹo này có thể bỏ đi cũng được. Mình sẽ sử dụng sẵn đang có pattern, mình cầm pattern kéo luôn, xong. Thế, đơn giản vậy. À, đây là xong cái vấn đề là xử lý bên ngoài ha. Mình sẽ Ctrl Shift E gộp hết lại cho nó nhanh. Và mình chỉnh sửa lại cái màu một chút xíu. Đằng nào cũng phải cho nó sang sang lên chút bằng cách Color Blend. Ở mid tone thì mình sẽ cho nó tương đối ám xanh. Ám xanh để mà cho nó hình nó tương đối nó mát mát hơn. Ở shadow mình cũng cho nó xanh luôn. À, nhẹ nhàng thôi nha. Đừng có để nó sang. Rồi, highlight thì mình sẽ làm ngược lại, mình cho nó ấm hơn chút xíu để nó cân bằng lại với lại cái hai cái hồi nãy mình đã làm xanh rồi. Ok, mình sẽ chuyển nó qua đây, mất là color. Mình có thể thấy là nó mát hơn một chút xíu. Rồi ok, thì mình sẽ tăng sáng một chút ở phần mặt cô dâu chú rể để cho nó, hoặc là giảm tăng sáng này nhẹ nhàng thôi nha, sáng một chút và sử dụng Ctrl Y tiếp tục và sử dụng gradient màu đen, đưa màu đen lên là tự động ra này, sử dụng là hình tròn ha và kéo từ mặt cô dâu chú rể ra một chút xíu là đây nó sẽ sáng hơn, để thấy là sẽ sáng hơn chút xíu. À, quên. mình sẽ để màu đỏ nhé, em màu màu trắng nhé, để mình áp dụng màu trắng vào đây mà. Cầm trắng và kéo ra chút xíu. Rồi ok, là sáng hơn rồi đó. À, tạm thời như vậy là xong. À, tương đối ổn. À, mình sẽ Ctrl Shift E gộp hết lại. À, từ đây các bạn có thể xử lý thêm, ví dụ như là những cái này các bạn có thể clone đi. À, cái này nó trùng màu với lại cái màu cây, cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng Hue Saturation thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó rất là phức tạp và nó khó, đằng nào chúng ta cũng phải xử lý. Cho nên là nếu như các bạn chăm chút hơn chút xíu thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng cái clone và chúng ta xóa từ từ đi, chăm chút một chút xíu, ví dụ như vậy, cứ liên tục như vậy tới khi nào mà hết thì thôi. Ok, thì đấy là xong. Mình sẽ cho phía bên ngoài sậm đi một chút xíu, phía bên ngoài thế này, Ctrl Y nè và mình sẽ revert nó lại. Sao đây rồi, Ctrl Y cái ok. Tức là mình sẽ để màu lúc đầu là màu trắng đi, chúng ta không cần phải Ctrl Y, mình sẽ sử dụng một cái gradient màu đen và đổ lên để mà lược lọc bớt cái vùng này đi thôi. Có thể thấy là nó sẽ tối hơn phía bên ngoài. Tạm thời như vậy là khá ổn rồi. Đấy, chúng ta có thể sử dụng một cái hình, cái shape gì đấy để chúng ta thêm cái tên của dâu chú rể chẳng hạn vậy. Mình sẽ thêm cái shape này chẳng hạn.
ở giữa. Rồi, okay. À, đây có thể thấy là màu trắng thì nó hơi chìm. Mình sẽ tạo một cái layer mới cần cho Shift N và sử dụng brush màu đen lớn lên chút xíu và quẹt đại phát. Xong rồi chúng ta để Multiply và giảm Opacity xuống một chút, khoảng cỡ 40%, 35. Ở đây có thể thêm tên của do chú rể vào phía trên này. À, mình thấy để ở đây thì nó cũng chưa có thật sự là hợp lý lắm, có thể sử dụng cái khác cho nó phù hợp hơn. Thì cái tút này đơn giản như vậy thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Tức là chúng ta nên để ý cái tôn trọng nhất á, là xử lý vùng da của cô dâu và chú rể. Có thể sử dụng đó rồi, thì sử dụng cái Emanotic Portraiter Google để ra. Và cái quan trọng thứ hai, lọc sạch rác đi. Nhớ nha, lọc sạch rác đi. Nhớ lọc sạch rác đi, lọc sạch rác đi nhá. Nó liên tục luôn, mà nhiều lúc mình coi những cái ảnh trên bạn, các bạn chụp rất là đẹp, chỉ trừ có cái rác. À, để chứng minh cho coi nè, cái gì nó có rác. Ví dụ hình nền này là của Microsoft ha. Nhưng mà nó vẫn có những cái vết này. Không hiểu, ví dụ như là cái vết này, các bạn thể thấy nó có cái vết thẳng này chẳng hạn. Thì không hiểu là có thể người ta cố ý người ta để, nhưng mà nếu như vô tay mình á thì mình coi này là rác, mình sẽ xóa ra đi bằng Patoon chẳng hạn, thì mình làm cho bức ảnh nó mượt hơn và nó đẹp hơn. Chứ còn nếu mà tuy nhiên có cánh hoa đang rất là đẹp, nhưng mà có một số cái vết bị gọi là bị sao đây, dập thì nó không hay lắm. Nhớ nha, nhớ là phải lọc rác ha, Microsoft còn quên lọc đấy, cho nên là nhớ nhớ xử lý những cái đó. Và một chút về màu sắc này nọ, đây có thể làm thật là nhẹ nhàng thôi, và đừng có blend những cái màu gọi là vintage này nọ vào những cái ảnh mà người ta sử dụng để làm ảnh lớn như thế này ha, bởi vì mình đang cũng phục vụ cho con mắt của hầu như là tất cả mọi đối tượng người xem, có thể là cả già trẻ lớn bé, có thể là những người tin tin ta á, thì người ta nhìn vào nhìn cái màu vintage nó rất là đẹp, nhưng mà những cái người nhà người ta, người già người ta nhìn vô người ta bảo ô sao hình này nó cũ xì rồi, ông bỏ ra đây trưng lên làm gì đó. Đại khái là vậy, ta phải sử dụng cái tông màu nó nhẹ nhàng thôi. Có thể thấy là một số cái hãng studio mà chụp cưới mà có tiếng đa phần người ta sử dụng cái tông màu rất là nhẹ nhàng, sử dụng màu trong sáng thôi. Và tất nhiên là bộ máy người ta cũng rất là xịn rồi, cho nên người ta chụp đa phần cái ảnh góc cũng ra rất là ổn. Đó, ta chỉ cần tăng giảm một chút xíu là có thể xong được một cái ảnh cưới nhìn ổn, và nhớ là tập trung ánh sáng này nọ nữa. Rồi, chỉ có như vậy thôi, và chúc các bạn thành công. Nhớ like, share và subscribe. Chào các bạn.